Quang Hòa, 16/01/07/07/2018 trước thềm trận đấu thuộc vòng tứ kết World Cup 2018 giữa Thụy Điển và Anh. Hai ngôi sao đình đám một thời của mỗi nước là Zlatan Ibrahimovic và David Beckham đã gửi lời thách thức đến nhau trên mạng xã hội. Lịch thi đấu World Cup 2018 trên mạng Instagram, Ibra mới đây đã gửi đến cựu tiền vệ DP Anh thông điệp ngắn gọn, David Beckham này: nếu anh mà đánh bại được Thụy Điển thì tôi sẽ mời anh ăn tối ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Ngược lại, anh phải mua mọi thứ mà tôi thích ở cửa hàng bán đồ nội thất, đồng ý không? Đáp trả thách thức của chân sút cao lớn người Thụy Điển, Beckham cũng có đôi lời chia sẻ trên Instagram như sau: này ít ra, chỉ cần DT Thụy Điển thắng được DT anh thì tôi sẵn sàng mua bất cứ thứ gì anh cần để trang trí cho ngôi biệt thự của mình ở Los Angeles. Trong trường hợp Thụy Điển phải dừng bước ở vòng tứ kết World Cup 2018, tôi chỉ cần anh mặc áo DT anh và tới xem một trận đấu của Tam Sư ở SVDM Play mà thôi. Trong giờ nghỉ, anh cũng nên tranh thủ thưởng thức cá và khoai tây chiên nhé, cựu tiền vệ M.U kết luận. David Beckham Zlatan Ibrahimovic.